Xin chào các bạn, cái giá của Uniswap UNI thì lại tiếp tục tăng trưởng Cái lúc mà Thuận làm video này, giá của Uniswap ở trên CoinGecko là 6 đồng 84 cent Và cái giá cao nhất trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua là 8 đồng 40 cent Và ở trên Thuậncapital.com Thuận có đưa ra một cái bài khảo sát để các bạn có thể bỏ phiếu Và các bạn thấy được bài khảo sát này là Thuận đã đưa ra hồi tối ngày hôm qua Và đã có 194 bạn tham gia khảo sát Thuận đã đưa những cái link này trên những cái mạng xã hội như là Facebook Telegram và Twitter những bạn nào mà chưa theo dõi thuần trên những mạng xã hội thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này và trong 194 bạn thì các bạn thấy được là 49 bạn nghĩa là 25% nói là nên mua Uniswap đồng UNI ở thời điểm này 65 bạn có nghĩa là 33,51% nói là nên bán Uniswap nếu các bạn có đồng Uniswap ở thời điểm này và mình thấy được là 52 bạn có nghĩa là 26% nói là nên hold nên, nên giữ đồng Uniswap đồng UNI nếu như các bạn đang có thì điểm bây giờ thì chúng ta thấy được là bán và hold có nghĩa là bán và giữ thì cái phần trăm gần như là bằng nhau 65 bạn và 52 bạn nhưng mà khi chúng ta tính mua và hold thì cái số lượng cộng lại vẫn hơn là bán ở thời điểm hiện tại thì câu hỏi bây giờ là nếu như mà các bạn chưa mua đồng UNI hay các bạn đã mua có nên mua thêm hay là không? Cái đó nữa các bạn đang có đồng Uni các bạn đang có lời có nên bán hay là không? Và cuối cùng là các bạn có nên giữ hay là không? Đây sẽ là cái đề tài của video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì để trả lời được cái câu hỏi là hiện bây giờ chúng ta nói tới đồng UNI thì các bạn cần nên mua bán hay là đồ thì có rất nhiều những yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét và đương nhiên thực không thể nào mà đưa ra lời khuyên đầu tư cho các bạn thì chỉ có thể là chia sẻ với các bạn những gì mà Thuận sắp sửa làm cũng như là những suy nghĩ của Thuận liên quan tới đồng Uniswap, đồng UNI này và trong cái tình hình bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đang nằm ở trong cái tình hình gọi là Price Discovery thì price discovery nghĩa là gì? Đây nghĩa là một cái tình hình gọi là tìm kiếm giá cả Tại vì các bạn thấy là đồng UNI này chỉ mới ra đời cái tê chỉ khoảng chừng là 3 ngày Cho nên các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào những trang web thì lịch sử giá cả 7 ngày Còn chưa có chứ đừng có nói tới là 14 ngày, 30 ngày hay là một năm Cho nên trên căn bản các bạn không thể nào mà dùng những cái dữ liệu giá cả lịch sử trước đây Để mà đưa ra một cái phân tích là giá của đồng UNI này sẽ là bao nhiêu sau này cho nên các bạn thấy được là bây giờ thị trường thì giá cả dao động rất là nhiều các bạn cũng đã thấy là từ 1 đô lên tới 4 đô và chạy trở về 2 đô và từ 2 đô lên tới 5 đô chạy trở về 3 đô và các bạn thấy là gần đây nhất là lên tới 8 đô la. Bây giờ ở cái lúc mà thuận làm video này là một đồng UNI là khoảng 6 đồng 84 đô. Cho nên bây giờ thị trường vẫn đang tìm kiếm giá cả coi là cái giá thực sự của đồng UNI này ở thời điểm bây giờ phải là bao nhiêu mới đúng và từ đó chúng ta mới có một cái nền tảng để mà phân tích giá sau này nhưng mà chúng ta có thể dùng một số những cái dữ liệu để mà đưa ra thêm một số những cái phân tích Và các bạn có thể dùng những cái dữ liệu này để mà tự đưa ra quyết định cá nhân của mình Về việc đầu tư vào đồng UNI này hay là không đầu tư Thì điều đầu tiên thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ai đang bán trong thời điểm hiện tại Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng mà thường muốn các bạn phải hiểu được là hiện bây giờ là ai đang bán Thì một trong những cái lực bán mà các bạn sẽ thấy được là vẫn còn rất là mạnh bây giờ Đó chính là cái số lượng đồng UNI mà tặng miễn phí cho những người mà đã từng sử dụng nền tảng Uniswap trước đây thì các bạn cũng đã nhớ là khi mà đồng UNI này ra đời thì cái T3 ngày lúc đó thì trên cái thông báo của UNI đã đưa ra là những người nào mà đã từng sử dụng sàn Uniswap trước đây một là các bạn có thể dùng tiền của mình để mà cung cấp tính thanh thoảng hay là các bạn đã từng trade trên sàn Uniswap trước đây thì sẽ được thưởng một số những đồng UNI và thường thì mình thấy là mọi người được thưởng là 400 đồng UNI Đáng giá thì mình thấy được là rất là đáng giá với cái giá hiện tại là hơn 6 đô la thì 400 đồng UNI đã là hơn 2.400 đô Thì các bạn nghĩ đi khi mà chúng ta thấy được những người nào mà claim 400 đồng UNI này Sau đó thì các bạn có thể nghĩ được là một số người có thể là không tin về nền tảng này hay là không nghĩ là Chúng ta cần phải giữ đồng UNI cho nên sẽ có một số lượng người bán khi mà họ claim 400 đồng UNI miễn phí này và các bạn thấy được là tài liệu ở trên Etherscan cho thấy là khi chúng ta nhìn vào cái hợp đồng thông minh của UNI thì các bạn thấy được là vẫn còn có một số người vẫn còn claim 400 đồng UNI của mình những cái mà thuận để cái hình dương màu đỏ này thì các bạn thấy là cái số lượng người mà claim đồng UNI miễn phí này càng ngày càng thấp đi tại vì sao tại vì các bạn thấy được là những người nào mà claim thì phần đầu đã claim hết rồi có nghĩa là cách đây khoảng chừng là 2 tới 3 ngày thì phần lớn mọi người đã lên để mà nhận đồng miễn phí. Bây giờ chỉ còn một số lượng người còn lại mà chưa có thời gian hay là chưa có nghe thông tin này. Đây là những người mà còn lại để mà đi lấy đồng Unite miễn phí này. Cho nên trên trang bản các bạn sẽ thấy được là càng ngày thì cái số lượng người mà claim 400 đồng Unite này càng ngày càng ít đi. Và tổng số lượng đồng Unite miễn phí tặng cho những người nào mà đã từng sử dụng mạng lưới Uniswap trước đây chỉ là 150 triệu token tổng cộng, trong khi mà tổng số lượng token là 1 tỷ token chia ra làm 4 năm và các bạn thấy được là tổng số 1 tỷ token này như thường đã chia sẻ là không phải tung ra cùng một lượt mà sẽ chia ra làm 4 năm và đặc biệt là cái số lượng lớn có nghĩa là 60% của tổng số 1 tỷ đồng UNI này sẽ được chia cho cộng đồng mà sử dụng đồng UNI và các bạn thấy được là cộng đồng như thường mới vừa chia sẻ là sẽ nhận được 150 triệu đồng UNI ngay lập tức Có nghĩa là những người nào mà đã từng sử dụng cái mạng lưới này sẽ được nhận cái số tiền này Cái số tiền còn lại có nghĩa là cái số lượng đồng UNI còn lại là khoảng 450 triệu sẽ được chia cho cộng đồng Nhưng mà chia làm 4 năm chứ không phải là được nhận ngay lập tức bây giờ và các bạn có thể nhận những dòng UNI đó bằng cách là tham gia và cung cấp cái tính thanh khoản cho cái token này cho cái mạng lưới của Uniswap ở trên uniswap.org thì sẽ chia sẻ thêm một lát nữa tại vì đây cũng là một trong những điều mà thuận đang suy nghĩ coi là có nên để mà tham gia vào cung cấp tính thanh khoản hay là không và khi mà cung cấp tính thanh khoản cho sàn Uniswap thì lợi nhuận sẽ như thế nào chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa ở cuối video này kế tiếp là tôi muốn chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ các bạn thấy là đã có bao nhiêu người đã nhận đồng Uniswap miễn phí như là tôi mới vừa nói là tổng cộng sẽ có 150 triệu đồng Uniswap miễn phí được tặng thì cho tới ngày hôm nay đã có bao nhiêu người đã từng claim cái đồng này tổng cộng các bạn thấy được là 108,6 triệu token đã được, được claim có nghĩa là cho tới ngày hôm nay 108,6 triệu token đã được claim miễn phí từ mọi người cho nên các bạn thấy được là ở phía dưới này những cái biểu đồ mà màu hồng này các bạn thấy được là cái đường màu hồng này càng ngày càng đi hàng ngang có nghĩa là tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Tại vì sao? Tại vì càng ngày càng nhiều người đã claim đồng UNI cho nên trên căn bản không còn nhiều người còn lại có thể claim đồng UNI nữa và các bạn thấy được là cái số lượng claim đồng UNI đã hơn 66% rồi Các bạn thấy được là 108 triệu trong khi tổng cộng chỉ có 150 triệu Cho nên về cái phương diện này các bạn thấy được là càng ngày sẽ càng có ít người có thể claim Có nghĩa là cái tốc độ bán hay là cái tốc độ xả hàng của những người mà nhận được đồng này miễn phí Thì dựa theo căn bản cũng sẽ giảm đi theo từng ngày Đó là cái yếu tố đầu tiên mà tôi muốn các bạn suy nghĩ tới Thứ nhì là các bạn thấy được là chúng ta thấy tuy là cộng đồng có thể là càng càng giảm đi nhưng mà những người mà được nhận đồng UNI miễn phí những người như là tham gia vào làm advisor làm tư vấn cho dự án này hay là cái đội cái team của Uniswap thì họ cũng nhận được những đồng miễn phí thì có sợ là những người đó sẽ hàng hay là không thì các bạn cũng đã thấy được là cái phần mà màu hồng này đó chính là cái số lượng UNI được lưu trữ từ cộng đồng và chia theo từng năm khi mình thấy là từ năm nay cho đến năm 2024 thì các bạn thấy được là hai cái màu xanh này màu xanh đậm và màu xanh nhạt thì những năm đầu tiên các bạn thấy được là cái số lượng đồng UNI mà cái đội phát triển cũng như là những người mà tư vấn dự án này có thể nhận được là chia ra 4 năm cho nên mỗi năm họ chỉ nhận được một phần nhỏ cho nên cái cơ hội mà cái đội phát triển là sẽ hàng chăm trọng ở trên thị trường là một cơ hội rất là thấp đối với đồng này tại vì trên căn bản họ không có những đồng này trong tài sản mà phải chờ thời gian các bạn thấy được là mỗi một tháng họ chỉ có thể là lấy ra được một phần của cái số lượng tiền mà họ đã được hứa hẹn mãi cho tới 4 năm sau thì lúc đó chúng ta mới thấy được là cái đội phát triển mới lấy hết cái số tiền mà hứa hẹn khi mà đưa ra đồng UNI này thì bây giờ đồng UNI này là đang ở vị trí nào thì các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào CoinGecko hay những cái trang xếp hạng như là CoinMarketCap thì các bạn thấy ở cái mức hiện tại là một đồng UNI là 6 đồng 84 cent thì tổng số vốn hóa là 742 triệu có nghĩa là đồng Uniswap này bây giờ là đứng hạng thứ 32 trên bảng xếp hạng. Thì 32 này các bạn thấy là chỉ trên đồng Dash, đồng UME và đồng Ethereum Classic Và hiện bây giờ vẫn đứng dưới đồng IOTA và AV Và các bạn thấy là vẫn thua xa khi chúng ta nói tới cái đồng Yen.Finance và WiFi Thì câu hỏi mà các bạn phải tự có câu trả lời đó chính là khi các bạn nhìn vào bảng xếp hạng này thì các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của Uniswap là khoảng 470 2 triệu đô la so với lại Ethereum Classic là khoảng 6,7 triệu đô la UMA là 653 triệu đô la và đồng Dash là 708 triệu đô la thì các bạn nghĩ là Uniswap có xếp ngang hàng với những dự án như là Dash, UMA hay là Ethereum Classic hay là không và bây giờ vẫn dưới AV và IOTA cho nên các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng này đồng Uniswap có phải là ngang hàng với những năm này hay là không tại vì vốn hóa bây giờ là vẫn còn đang ngang hàng với những cái dự án này nếu như mà các bạn nghĩ là đồng Uniswap là không xứng đáng để mà ngang hàng với những dự án này thì có nghĩa là vốn hóa phải đi xuống có nghĩa là các bạn đã câu trả lời nếu như các bạn nghĩ là đồng Uniswap này thì có cái tiềm năng cao hơn tại vì đây là một cái mạng lưới giao dịch phi tập trung mà rất đáng giá chúng ta sẽ nói thêm về cái tài liệu này một lát nữa và là một cái dự án mà rất là quan trọng đối với phong trào DeFi cũng như là sự phát triển sau này của những sàn phi tập trung thì đồng Uniswap này có thể các bạn nghĩ là sẽ xếp hạng cao hơn nếu vậy thì vốn nó phải tăng lên cũng đồng nghĩa là cái giá cả cũng sẽ tăng theo nhưng mà tăng tới mức nào thì chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa và một điều khác nữa nhiều bạn có thường là có cơ hội đồng Uniswap này có thể đạt được cái giá như là Yen Finance hay không thì cơ hội đó là hầu như là rất là thấp các bạn thấy được là Yen Finance Tuy là một đồng bây giờ là 30.000 đô nhưng mà các bạn thấy được là tổng số đồng Unit Finance chỉ có là 30.000 đồng tổng cộng cho nên cái số lượng phát hành rất là thấp cho nên giá rất là cao nhưng mà khi chúng ta so sánh với lại tổng số vốn hóa thì các bạn thấy được là Yield tộc Finance là 920 triệu so với lại Uniswap là 742 triệu cho nên khi các bạn so sánh những cái dự án thì các bạn không nên chỉ so sánh cái giá của một đồng mà các bạn phải so sánh là tổng số vốn hóa để biết được là đồng này đang mắc hay là đang rẻ dựa theo tổng số vốn hóa thì đồng Uniswap này các bạn thấy được là đồng của sàn Uniswap vẫn là King of Dex có nghĩa là vua của những sàn phi tập trung thì để thường cho các bạn xem một số những tài liệu tại vì nhiều bạn thì so sánh Uniswap với lại những cái dự án mà mới vừa nổi nhưng mà lại chìm rất là lẹ như là sushi swap hay là nhiều bạn thì so sánh với lại burger swap vân vân nhưng mà Uniswap rất là khác tại vì Uniswap này là một cái sàn cũng đã có mặt một thời gian rất là dài và các bạn thấy được là một sàn mà được sử dụng rất là nhiều chứ không phải là chỉ mới ra đời như là sushi swap thì khi chúng ta nhìn vào các bạn xếp hạng ở trên DeFi Post thì các bạn thấy được là đây là những cái ứng dụng phi tập trung và đang được sử dụng những cái ứng dụng tài chính phi tập trung những cái DeFi thì Uniswap bây giờ là đứng hạng đầu với tổng số tiền lock trong cái giao thức này là 1,92 tỷ AV đứng thứ hai là 132 tỷ và Curve Finance đứng thứ ba là 118 tỷ trong khi mà các bạn thấy là một trong những cái dự án copy lại của Uniswap mà cũng rất nổi tiếng tuần vừa rồi đó chính là SushiSwap thì đã bị đẩy lùi trở vào hàng thứ 10 hiện tại cho nên Đối với Thuận thì Thuận không thể mà so sánh Uniswap với lại SushiSwap được Uniswap là một cái dự án mà có mặt lâu đời hơn, có lịch sử hơn và nhiều người sử dụng hơn là Susi swap rất là nhiều cho nên không thể so sánh ngang hàng được Và các bạn thấy được là cái tính thanh thoảng ở trên Uniswap là 2,1 tỷ đô la Các bạn thấy là tuần vừa rồi thì chúng ta thấy có một cái sự đi xuống về cái tính thanh thoảng ở trên Uniswap Thực ra là khoảng chừng là trong vòng 2 tuần qua tại vì chúng ta thấy có rất nhiều những cái dự án DeFi, yield farming hiện ra như là sushi swap thì các bạn thấy được là kimchi, jam vân vân và những cái dự án đó thì kéo cái số lượng thanh khoản từ Uniswap của những cái dự án đó bằng cách là đưa cho những người tham gia một cái token riêng của mình và dùng đó để mà thu hút người qua dự án đó đây cũng là một lý do mình thường đã từng chia sẻ trong cái video trước đây liên quan tới Uniswap là tại sao sang này là phải đưa ra đồng UNI để mà đánh trả lại những cái giao thức như là sushi swap để mà kéo cái tính thanh khoản ngược trở về sàn uniswap và mình thấy được cũng đã thành công cho đến hiện bây giờ dữ liệu cho thấy được là cái tính thanh khoản trong vòng mấy ngày qua đã tăng lên rất là nhiều bây giờ đã trở về như là cái lúc trước đây là 2,1 tỷ đô la trong khi cho mình thấy được là sushi swap thì từ cái ngày là 11 tây, 12 tây thì cái số lượng thanh khoản cái số tiền nằm ở trong cái giao thức sushi swap cũng đã đi xuống rất là nhiều các bạn thấy được là liên tục đi xuống và nhất là chúng ta thấy được cái sự ra đời của đồng UNI thì Sushi cái số lượng tiền mà lóc lại trong cái giao thức này lại càng tiếp tục đi xuống và tính thanh thoản đã đi ngược trở về cái sàn Uniswap hiện tại và khi mà chúng ta xếp hạng cái khối lượng giao dịch trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì các bạn thấy được là Uniswap vẫn đứng hạng thứ nhất hiện bây giờ kế đó là JustSwap gọi A Swap Curve Finance AV One Inch Sushi bây giờ là đứng hạng thứ sáu và tổng số giao dịch trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua các bạn thấy được trên Sushi là 84 triệu trong khi mà Uniswap lên tới 567 triệu các bạn thấy là một chơi một vật chúng ta không thể so sánh hai sàn này với nhau được như là mới vừa nói và đây là chúng ta so sánh riêng những cái sàn phi tập trung những cái DAX khi mà chúng ta so sánh với lại những cái sàn spot những cái sàn mà giao dịch bình thường thì các bạn thấy được là Uniswap trong vòng 24 tiếng đồng vừa qua normalized volume là đứng hạng thứ tư các bạn thấy được là chỉ sau Binance OKX và Coinbase Pro, Uniswap đứng hàng thứ tư và những cái sàn khác các bạn thấy là Binance, OKX và Coinbase Pro thì có bao nhiêu dịch là thật, bao nhiêu giao dịch là giả thì đương nhiên là không ai biết được nhưng mà những sàn này thì tương đối là phần lớn giao dịch là thật vẫn có dịch giả nhưng mà Uniswap thì giao dịch là hoàn toàn thật tại vì các bạn thấy được là giao dịch ở trên Uniswap còn phải trả cái phí gas và cái phí gas thì rất là mắc cho nên thường không nghĩ là một người nào đó tạo ra rất là nhiều dịch giả mà phải chịu cái phí gas nhiều như vậy. Chứ mà cô nhớ thường đã chia sẻ là mua đồng Uniswap ở trên Uniswap là thường phải trả cái phí gas lên tới là hình như thường nhớ là khoảng 40 đô la để có thể mua được đồng Uniswap này và đó là sau khi đã bị fail 3 lần liên tục cho nên các bạn thấy được đây là một cái sàn đó thường rất là có tiềm năng và câu hỏi là nếu như các bạn tin tưởng là đồng này có tiềm năng thì giả sử như chúng ta thấy đồng này lên cái top 10 như này các bạn thấy là một số những cái đồng đã nhanh chóng đi vào cái top 10 trong gần đây thì nếu như điều đó xảy ra và đi UNI thì như thế nào thì các bạn thấy được là nếu như mà vào được cái top 10 thì các bạn nhìn vào cái top 10 hiện tại là Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Polkadot, Bitcoin Cash, Binance Coin, Chainlink, Crypto.com và Litecoin thì các bạn có nghĩ là đồng Unite này có thể chiếm vị trí của một trong những đồng này hay là không thì nếu như các bạn thấy là đồng này có thể được vào cái top 10 mà chỉ chiếm vị trí của đồng Litecoin thôi thì lúc đó như thế nào? Các bạn thấy là tổng số vốn hóa của Litecoin bây giờ là khoảng 3,2 tỷ thì chúng ta biết là cái token của đồng Uniswap bây giờ là khoảng lẻ 108 triệu đồng nhưng mà cho là 150 triệu đi tại vì mình thấy được là ngay lập tức thì những người mà có thể lấy đồng UNI miễn phí là có thể là lấy lên cái con số là 150 triệu thì cho là chúng ta có 150 triệu đi thì 150 triệu token mà nếu như vốn hóa mà ngang hàng của Litecoin là 3,2 tỷ chiếm vị trí thứ 10 ở trên CoinGecko thì các bạn thấy là một đồng có thể là lên tới cái con số là 21 đô 33 cent nếu như mà tất cả không thay đổi mà có thể đi vào vị trí thứ 10 thì kết luận của Thuận đối với bản thân Thuận thì bây giờ là Thuận sẽ tiếp tục giữ tiếp tục hodl thì các bạn thấy là hodl cho tới khi nào cho đến khi mà đồng Uniswap này có thể đi vào cái top 10 lúc đó Thuận mới tính tiếp nhưng mà nếu như có gì thay đổi Thuận sẽ chia sẻ với các bạn thì Thuận có ý định là có thể là lưu trữ đồng UNI lâu dài và tiếp tục trung bình giá nhưng mà thời điểm hiện tại là thuận đang trung bình giá một cái đồng trong thời gian vài tuần tới đây đó chính là đồng Binance đồng BNB tôi sẽ chia sẻ thêm cho một cái video khác tại sao mà thuận lại chú tâm vào đồng BNB trong thời gian này trên căn bản là tại vì thuận đã trung bình giá rất là nhiều và đồng Ethereum và Bitcoin cho nên thuận muốn đa dạng hóa hơn và đồng BNB là một trong những đồng mà thuận cảm thấy là gần đây hầu như là nhiều người bắt đầu lãng quên và hầu như là không nhận ra được cái tầm quan trọng của đồng BNB sau này một điều khác là tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liquidity mining. Thì nếu như mà các bạn muốn hưởng những đồng UNI miễn phí mà các bạn không có giao dịch ở trên sàn Uniswap trước ngày 1 tháng 9 thì làm sao mới nhận được Thì các bạn thấy là một trong những điều các bạn có thể làm để nhận được những đồng UNI miễn phí Đó chính là các bạn cần phải tham gia vào Liquidity Mining Có nghĩa là các bạn cung cấp tính thanh thoảng cho những cái pool mà sẽ thưởng nằm UNI ở trên Uniswap thì đây là một điều mình thường vẫn còn đang tìm hiểu coi coi là lợi nhuận có xứng đáng với lại cái nguy hiểm hay là không Tại vì các bạn thấy là nguy hiểm thứ lúc nào cũng có Tại vì chúng ta sẽ giao dịch trực tiếp thông qua những cái giao thức trên mạng lưới của Ethereum Và nếu giao thức bị lỗ hỏng nào thì các bạn sẽ bị mất tiền Và các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ có bốn cái pool mà sàn Uniswap nói là khi mà cung cấp tính thanh khoản họ sẽ cho các bạn những đồng này miễn phí thì các bạn thấy được là bốn cái pool đó chính là các pool Ether Dai, Ethereum USDC, Ethereum USDT và Ethereum WBTC có nghĩa là Wrapped BTC. Thì các bạn thấy được là bốn cái pool này thì mỗi cái pool thì có cái tính thanh khoản khác nhau nhưng mà trung bình thì khoảng chừng là 345 triệu cho mỗi một cái pool này và khi các bạn cung cấp với tính thanh thoảng như là các bạn cung cấp Ethereum đi vào những cái pool này thì các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ được thưởng đồng UNI nhưng mà thưởng bao nhiêu và có xứng đáng hay không thì các bạn thấy là trên cái trang web uniswap.org thì mỗi một tuần cái số lượng tiền thưởng dành riêng cho mỗi một cái pool này là 583.333 đồng UNI mỗi một pool này sẽ được thưởng cái số tiền đó và trung bình thì các bạn thấy được là một cái pool là khoảng 345 triệu có nghĩa là các bạn sẽ được thưởng trung bình là một đô la sẽ nhận được là 0,0016 đồng UNI mỗi một tuần thì các bạn thấy được là đó là một đồng đô la được thưởng cái số lượng UNI này mỗi tuần thì nếu như các bạn đưa vào 10.000 đô đi thì 10.000 đô cung cấp tính thanh thoảng thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu các bạn sẽ nhận được tổng cộng là 16,86 đồng UNI mỗi một tuần nhưng cho cái giá hiện tại cái giá hiện tại tôi mới vừa check là 6 đồng 18 cent thì các bạn thấy được chỉ lấy cái giá hiện tại thôi là sẽ khoảng tương đương với lại 104 đô la một tuần khi các bạn bỏ vào 10.000 đô để mà cung cấp cái tính thanh khoản cho Uniswap để vào thì các bạn có thể lấy ra được. Thì các bạn thấy được là 104 một tuần có nghĩa là một tháng là khoảng 416 đô, một năm là khoảng 5.100 đô thì các bạn thấy được là nếu như mà các bạn bỏ vào 10.000 đô mà tất cả như là thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được là các bạn có thể được cái lợi nhuận là 5.000 đô một năm trong khi các bạn chỉ bỏ ra có 10 000 thôi có nghĩa là cái lợi nhuận lên tới 50% một năm khi mà các bạn cung cấp cái tính thanh khoản cho những cái pool mà thưởng đồng UNI này đương nhiên tất cả đều thay đổi thứ nhất là các bạn thấy được giá cả sẽ thay đổi chúng ta không biết là giá tương lai như thế nào nếu như mà đồng UNI này giá tăng lên thì các bạn thấy là phần trăm các bạn có được lợi nhuận sẽ càng cao hơn tại vì khi các bạn được thưởng là được thưởng đồng UNI và nếu đồng UNI có sự tăng trưởng thì đương nhiên các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ có phần trăm lợi cao hơn Thứ nhì nữa các bạn sẽ thấy được là cái sự thay đổi kế tiếp mà chúng ta không quản lý được đó chính là bao nhiêu tiền nằm trên cái pool này đương nhiên là càng nhiều người tham gia vào thì cái số lượng nằm dưa này mà chia ra cho mỗi một người sẽ càng ít hơn tại vì các bạn thấy được cái số lượng phần thưởng là ấn định càng nhiều người tham gia thì mỗi người sẽ được nhận được cái số lợi nhuận ít hơn nếu như mà chúng ta chia ra là bao nhiêu tiền nằm trong pool so với bao nhiêu tiền được thưởng thì đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Thuận thì vẫn chưa ra quyết định là có nên cung cấp cái tính thanh thoảng ở trên Uniswap.org và chia sẻ với các bạn hay là không Tại vì các bạn cũng đã biết là Thuận bỏ ra cũng một ít tiền để mà chia sẻ với các bạn về một số những cái trải nghiệm khi mà tham gia vào Yield Farming ở trên Whiteboard Yield.Finance Thì cái Whiteboard Thuận mới vừa check ngày hôm qua thì cái phần trăm lợi nhuận một năm đã bị giảm xuống chỉ còn có 30% Khi mà chúng ta thấy được cái phần trăm giảm xuống khi mà các bạn tham gia Yield Farming thì một trong những câu hỏi các bạn cần phải hỏi là tham gia yield farming có lợi hay là các bạn dùng tiền đó để mà đầu tư vào Ethereum Bitcoin có lợi nhưng mà khi các bạn tham gia vào cung cái tính thanh khoản cho Uniswap thì khác các bạn sẽ được thưởng đồng UNI và đồng UNI này sẽ lên xuống theo thị trường ở thời điểm đó và đây là tất cả những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital cho những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn đã tham gia vào sàn Martin FX tham gia sàn FX thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn tham gia vào sàn Binance tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận được các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi và có hai cái link đó chính là sàn Binance quốc tế sẽ được giảm 20% và sàn Binance US hỗ trợ US Trader thì hiện bây giờ là không có cái chương trình giảm giá và các bạn có tham gia vào sàn margin Bybit sàn Coinbase sàn Remitano và ứng dụng BlockFi đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bài nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn